toàn thể quý khách đến với chương trình Tam Gia Promo 2019. Lời đầu tiên, Thanh Hằng và Kim Anh xin gửi đến toàn thể quý khách đang có mặt tại đây cũng như các quý khách đang theo dõi lại trên Facebook lời chào, lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhé. Để khi vẫn cần telephone sạch chân ra các vui công sư tâm về nạp đầy Pro đầy nhà tạm lòng Pro đầy Ấm chân đi vào tâm sẽ đuôi thi tâm tục phí mít trên ổn sạch tôi giúp đỡ đồng đeo của lần này. Vâng, đến hẹn lại lên vào mỗi dịp sinh nhật 29 tháng 3 hàng năm, công ty Tam Đa Foods lại chủ đến quý khách hàng những chương trình khuyến mãi vô cùng bất ngờ cùng những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Telephone sẽ ổn sạch tâm nhà sạch cao và mẹ nạp promo akci uspořádá na firmu Tam Đa Foods osmému výročí otevřený prodejny Tamda Foods v Praze. S ní vám přinášíme spoustu zajímavých soutěží s velmi atraktivními dárky. Năm nay đã là năm thứ 3 chương trình Tamda Promo được tổ chức và gửi đến toàn thể quý khách hàng. Vâng, đồng hành cùng chúng tôi, ngoài những nhà tài trợ và những đối tác lâu năm, là những quý khách hàng và là những người luôn ủng hộ, tin tưởng và đặt niềm tin vào công ty Tamda. Již třetím rokem pro vás uspořádáme akci Tamda Promo a za tyto roky přinášeli naši partneři, sponzoři i dodavatelé a dnes v poslední řadě naši zákazníci. Děkujeme vám všem za důvěru a podporu. Vâng, năm 2019 là năm đánh dấu kỷ niệm sinh nhật 8 năm kể từ ngày công ty Tamda thành lập và bước những bước chân đầu tiên vào thị trường kinh doanh hàng thực phẩm tiêu dùng. Chúng tôi tự hào được đóng góp, chung tay cùng quý khách trong việc phát triển và mở rộng kinh doanh. Jsme na trhu již 8. rokem a jsme rádi, že můžeme být vaším partnerem na úspěšné cestě podnikání. Vâng, Tamda đã, đang và sẽ luôn cố gắng là điểm đến tin cậy với những dịch vụ chuyên nghiệp để không ngừng làm nỗ lực hài lòng và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Budeme pokračovat usilovné práci vedoucí ke zlepšení našich služeb a tedy blíže ke spokojenému zákazníkovi. Trong suốt 8 năm, kể từ ngày ra đời Tamda Foods tại Praha, đến chi nhánh Tamda tại Brno và sự ra đời của dịch vụ giao hàng tận nơi Tamda Express, cho đến việc chuẩn bị đưa vào hoạt động Tamda Okotnyi Centrum tại Ustinatlabem trong quý 3 2019 sắp tới. Chúng tôi vẫn luôn trung thành với một tiêu chí, thành công của bạn là mục tiêu của chúng tôi và đó cũng chính là tôn chỉ trên mọi bước đường hoạt động của công ty. V současnosti firma Tamda Foods vlastní dvě pobočky v Praze a v Brně. V roce 2013 byl představen nový projekt Tamda Express, služba online nákupu a rozvozu. Pro zákazníky z oblasti Ústí nad Labem máme dobrou zprávu. Letos v druhé polovině bude nově otevřen Tamda obchodní centrum právě v Ústí nad Labem. Za tyto roky zůstáváme lojální našemu principu se sloganem Váš úspěch, náš cíl, který je zároveň naším vodítkem k úspěchu. Chương trình Tamda Promo là một sự tri ân, lời cảm ơn của toàn thể công ty Tamda gửi đến quý khách hàng vì sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ trong thời gian qua. V této příležitosti by firma Tamda Foods chtěla poděkovat všem novým i stálým zákazníkům, že jste s námi a nejen svými nákupy nás podporovali. Vâng, sau đây xin cho phép chúng tôi được gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ và những đối tác đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình promo năm nay. Dále bychom chtěli poslat naše poděkování všem sponzorům a partnerům, kteří nás budou doprovázet po celou dobu trvání akce Tamda Promo 2019. Đầu tiên xin được nhắc đến nhà tài trợ Kim Cương. Již třetím rokem je naším diamantovým partnerem společnost Nestlé Česko. Cùng các nhà tài trợ vàng. Našimi zlatými partnery jsou PepsiCo, Silisan, Mondelez và các nhà tài trợ bạc. Stříbrnými partnery jsou Comperio, Aonamura, Budamon, Vitana, Atlet, Maspec. Cuối cùng là các nhà tài trợ đồng. Mezi bronzové partnery patří Toyal, Krajenhop, Remy, Palirna, Edgar, Bolton với nhãn hàng Rio Mare, Ferrero, Melitrade, Henko, Vobro. Thank you.
Vâng, chương trình promo năm nay có rất nhiều điều đặc biệt đang chờ đón quý khách và tất cả sẽ dần được bật mí trong các tuần quay. Và không để quý khách chờ lâu nữa, chúng tôi sau đây xin được giới thiệu các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn trong chương trình promo năm nay. Letošní promo akci na vás čeká spoustu zajímavých programů, které budou postupně odhaleny během 9 týdnů. A nyní bychom rádi představili ceny promo akce. Vâng, trong suốt chương trình Pro năm nay chúng ta sẽ có 9 giải nhất. Mỗi giải là một iPhone XS Max. V průběhu 9 týdnů budeme hrát o 9x iPhone XS Max. Vâng, và 9 giải nhì, mỗi giải là một iPad Pro. 9x iPad Pro. Cùng 18 giải ba, mỗi giải là một voucher mua hàng trị giá 5.000 korun. A 18 nákupních poukazů, každý v hodnotě 5.000 korun. Vâng, và giải thưởng mà các bạn đang mong chờ nhất hiện đang được trưng bày bên ngoài cửa hàng Tamda Praha, đó là chiếc xe Mercedes-Benz E-Class 2019 với tổng trị giá là 1.500.000 korun. Hlavní výhra je momentálně vystavená před prodejnou Tamda Puc Praha. Jedná se o automobil Mercedes-Benz E-Class 2019 v hodnotě 1,5 milionu. Vâng, và các giải thưởng giá trị khác hiện đang có mặt bên cạnh chúng tôi đây và chúng tôi rất chờ mong sẽ tìm ra chủ nhân của các giải thưởng này. Výdejní ceny, které jsme zmínili, vidíte právě zde vedle nás. A už se nemůžeme dočkat, až odhalíme dnešní šťastlivce. Vâng, và đối với các quý vị đang theo dõi livestream trên Facebook, chúng tôi cũng dành ra những phần quà cùng những chương trình mini game để các quý vị và các quý vị chỉ cần chia sẻ hoặc comment ngay dưới video của chúng tôi. Vâng, nội dung comment là 8 năm cùng chúng tôi. Pro naše diváky sledující tento přímý přenos domova, můžete též získat velmi zajímavé dárky od našeho sponzora společnosti Comperia. Stačí, když sdílíte toto video a pod videem okomentujte 8 let s námi. Vâng, chương trình Tamda Promo năm nay sẽ kéo dài hơn 1 tuần so với mọi năm, nghĩa là chúng ta sẽ có tất cả 9 tuần quay và chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 2019 và đặc biệt cũng sẽ được áp dụng cho những quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tamda Express. Akce Tamda Promo pro rok 2019 bude trvat o týden déle ve srovnání s minulými roky a bude doprovázena hodnotnějšími cenami. Akce bude trvat od 29. března do 30. května 2019. Novinkou letošního roku je, že se mohou soutěže zúčastnit i zákazníci využívající služby Tamda Express. Vâng, như vậy để nhận được phiếu bốc thăm, quý vị có thể đến mua hàng tại cửa hàng Tamda Praha, Tamda Brno hoặc sử dụng dịch vụ Tamda Express. Và để biết thêm chi tiết và thể lệ chương trình, xin quý vị hãy truy cập vào trang web tamda.eu. Pro podrobnější informace prosíme navštivte naši webovou stránku tamda.eu. Vâng, và hôm nay chúng ta có mặt tại đây để bốc thăm tuần đầu tiên của chương trình promo với những lá phiếu được nhận và bỏ vào thùng phiếu từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 2019. Và thể lệ cuộc chơi là chúng ta những cuốn phiếu được nhận từ tuần nào thì sẽ chỉ tham dự vào vòng đấy của tuần đó và trong trường hợp phiếu không hợp lệ thì sẽ bị chương trình hủy bỏ ạ. Dnes zahajujeme losování pro první týden, kdy budou platné pouze soutěžní kupony vydané v období od 29. března do 4. dubna 2019. Podle pravidel soutěže soutěžní kupony vydané pro první týden budou zařazeny do losování jen pro první týden. To samé platí i pro ostatní týdny. V opačném případě bude soutěžní kupon neplatný. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với hai giải ba làm giá trị voucher, hai voucher giá trị là 5.000 korun. Và bây giờ chúng tôi muốn mời một vị khán giả sẽ lên giúp chúng tôi chọn lá phiếu may mắn này được không ạ? Už vás nenecháme déle čekat a nyní se pustíme do prvního sosovacího kola, kde budeme hrát o dvakrát nákupní poukazy každý v hodnotě 5.000 korun. A ráda bych připomněla, že každý dobrovolník, který nám tady na pódiu pomůže najít výherce, od nás dostane malý dárek jako poděkování.
Vâng, và đối với mỗi với vị khán giả mà giúp chúng tôi quay thì sẽ được một phần quà của nhà tài trợ Comperio ạ. Můžeme poprosit našeho dobrovolníka na pódiu? Chúng ta có một khách hàng người Tiệp ạ. Dobrý den. Alo, alo. Poprosím vás, abyste si stoupila tady, před. Kamera je tam, takhle. Tam můžete stoupit sem. Takhle můžete sem, ano. Tak, já vás zdravím. Takhle, kamera je tamhle. Jo. Já vás poprosím, abyste se nám představila stručně. Jak se jmenujete a odkud jste? Takže jsem Vasa Kušová, jsem z Brandýsa nad Labem. Děkujeme. A právě teď vaším úkolem, ano, vaším úkolem bude roztrčet tuto bubnu a náhodně vytáhnout jeden soutěžní kupon a poté nahlas přečíst čarový kód. Tak, můžeme se do toho pustit? Dobře, tak, raz, dva, tři. Tak, tady je hodníka, otevřete, prosím. Tak, chodíme se k kupony, aby to bylo úplně. Máme chủ nhân đầu tiên của tuần đầu tiên này ạ. Đó là một voucher trị giá 5.000 korun. Ještě jeden, ano, přesně tak, aby to bylo férový. Tak, můžete náhodně jeden vybrat. Tak, já vás poprosím teď, abyste nahlas přečetla ten čarový kód. Vydržíme. Já vám poprosím i ten kód. Tak. Tak, tady je čarový kód, já vás poprosím, abyste ho nahlas přečetla. Ano. Takže 2, 90, 31, 90, 11, 60, 57. Gratulujeme! Tak, můžete mi to podat, děkuju vám. A jak jsme slíbili, zde je dárek od našeho sponzora společnosti Comperia pro vás, jak za vaši snahu. Děkujeme. Vâng, và chúng ta đã có cuốn phiếu đầu tiên, một giải ba trị giá 5.000 korun, mang số phiếu 2903190116057. Xin được chúc mừng khách hàng may mắn này ạ. Vâng, và tiếp theo chúng tôi sẽ tìm ra một phiếu mua hàng, một khách hàng may mắn sẽ nhận được một phiếu mua hàng trị giá 5.000 korun nữa. Tôi xin mời một vị khách nữa nên giúp chúng tôi tìm ra người khách may mắn này. Chúng ta có một vị khách người Tiệp ạ, trong cửa hàng hôm nay của chúng ta có rất nhiều vị khách bản xứ ạ. Dobrý den. Opět vás poprosím, abyste se nám stručně představila tamhle do kamery. Vâng, và khách hàng của chúng ta đến từ Praha và là một cô giáo ạ. Vaším úkolem bude opět to samý. Doufám, že jste sledovala, roztočit, vytáhnout náhodně jeden kupon a nahlas přečíst kód. Vậy là chúng ta đang tìm ra một chủ nhân nữa của giải 3, một voucher cũng trị giá 5.000 korun. Tak, a můžete jeden vybrat. Vydržte. Tenhle čarový kód, ano. 2903190 11.04.51. Děkujeme. Vydržte mi to ještě. A jak jsme slíbili opět, to je váš dárek od našeho sponzora společnosti Comperia. Děkujeme. Vâng, cổ phiếu may mắn thứ hai này mang mã số 2903190110451. Xin được chúc mừng ạ. Vâng, và chúng ta đã tìm ra hai chủ nhân của hai chiếc voucher mua hàng trị giá 5.000 KU. Tiếp theo chúng tôi sẽ đến với giải nhì và một chiếc iPad Pro. Můžu poprosit dalšího dobrovolníka na pódiu. Dobrý den. Tam tahle kamera, ano. Ano. Opět já vás poprosím o stručné představení. Jste skladná. Dobře, takže vaším úkolem... Vâng, khách hàng của chúng ta là cùng quê với MC ạ, từ Klasno. Vâng, a vaším úkolem, jak jste sledoval, bude po třetí opět to samé.
Aha, aha. Ano, rozložíme pořádně. Vybrat a hodně jeden telefon. To je zajní. A na hlavu. To je můj iPad Pro. Můj zajní, to je zajní. Zajní. Já. Tamhle ty kamete. Tady je čárový kód, já vás poprosím přečíst na hlas. Je to 293-190-033-934. Gratulujeme! Děkujeme! Ano, a zde je opět náš dárek pro vás za váš čas. Děkujeme! Vâng, và bây giờ chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của hai chiếc phong trào mua hàng trị giá 5.000 cu và một chiếc iPad Pro. Vâng, giải nhì của chúng ta là mã số 29031900333934. Xin được chúc mừng khách hàng may mắn này ạ. Một giải nhì là một iPad Pro. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ đến với giải nhất. Chúng ta đó là một chiếc iPhone XS Max. Vâng ạ, trước khi đến với giải nhất của chương trình là một chiếc iPhone XS Max, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Sơn Hưng, chủ nhân của giải đặc biệt chương trình trong chương trình promo năm ngoái ạ. Dạ, chúng cháu xin mời chú lên sân khấu được không ạ? Chúng tôi là chúng tôi xin mời đồ, có sự nhiều sự sống văn của cô Am, ám ơn chúng tôi sẽ gặp kỳ đi tắt, đi hẹn xe lôn kê ạc trở tâm đọc promo, ám ơn chúng tôi sẽ dùng Volkswagen Passat Panam, Nguyễn Sơn Hưng. Dạ, cháu xin chào chú ạ. Xin chú chia sẻ đôi chút về cảm xúc khi mình là người may mắn nhất của cuộc của chương trình Tam Đa Promo năm ngoái được không ạ? Thực sự chú rất là vui năm nay được công ty Tam Đa mời đến với một như một người khách của chương trình bốc thăm giải năm nay. Thực sự mà nói thì năm ngoái khi mà chú ghi giải ô tô ấy, vâng, thì cái cảm xúc ấy thực sự là vui là vô cùng, vâng, vui và vui mình vô cùng luôn. Dạ, vâng. Thì năm nay đến thì cũng mong là công ty Tam Đa sẽ chúc cho người nào một khách hàng sẽ được cái giải, dạ, chiếc xe Mercedes như chú năm ngoái. Vâng, cảm ơn. Và cũng có thể là chính là chú. Cũng có khả năng chú sẽ rất vui hơn vâng năm ngoái. Vâng, chắc chắn là năm nay chú cũng có rất nhiều cuốn phiếu may mắn để ở đây phải không ạ? Vâng ạ, cảm ơn chú về những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ chúng cháu xin sự giúp đỡ của chú để tìm ra chủ nhân của giải nhất này ạ. Jenom stručně přeložím, co pan vyjádřil. Je velmi potěšen, že byl dneska pozván naší promo akci. Minulý rok, když vyhrál hlavní cenu, nemohl být šťastnějším. A této krabici určitě má taky pár soutěžních kuponů, takže přejeme hodně štěstí. Vâng ạ, chúng cháu sẽ nhờ chú Hưng quay thật mạnh để chúng ta tìm ra cuốn phiếu may mắn này ạ. Đó là một giải nhất của chương trình trong tuần đầu tiên này ạ. Một chiếc iPhone X. Vâng. Ta có thể dừng lại. Vâng, tôi xin nhắc lại với những khán giả đang xem chương trình của chúng tôi qua Facebook thì các bạn có thể nhận được những phần quà rất là hấp dẫn từ nhà tài trợ công video. Chỉ cần các bạn chia sẻ video đấy và dưới comment nội dung 8 năm cùng chúng tôi. Các bạn hãy nhanh tay nhé. Vâng, rất cảm ơn chú. Chú có thể đọc rõ cuốn phiếu này được không ạ? Đây chú ạ. 2903 1901462221. Vâng ạ, xin được chúc mừng khách này ạ. Chủ nhân giải nhất của chúng ta. Vâng. Cảm ơn chú ạ. Và dạ, chưa hết ạ. Cháu có thể tại vì mỗi một vị khách khi giúp chúng cháu quay và tìm ra chủ nhân may mắn của các giải thưởng cũng như chú ạ, và sẽ nhận được một phần quà từ nhà tài trợ Imperio ạ. Rất cảm ơn chú ạ. Znovu opakuju číslo výherního soutěžního kuponu 2903190146221. Blahopřejeme. Vâng, xin được chúc mừng tất cả các vị khách vừa rồi ạ. Vâng, và kính thưa các bạn, chúng ta đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên trong tuần đầu tiên của chương trình promo này. Đó là hai giải ba, mỗi giải là một voucher trị giá 5.000 korun
Một giải nhất là một iPad, giải nhì là một iPad Pro và giải nhất là một iPhone XS Max. Milí diváci, sešli jsme se tu dneska, abychom odhalili identity dnešních šťastlivců. A abychom tu nečetli jen čísla, na konci vyhlásíme jména všech výherců i seznam lidí postupujících do finálního kola gala večera. Vâng, và chỉ một ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ cầm trong tay danh sách các khách hàng đã trúng thưởng trong tuần này ạ. Vâng, rất lấy làm vinh dự trong tuần này, chúng tôi được mời đến đây nhà đại diện của nhà tài trợ bạc công ty Comperio và các nhà đại diện sẽ cũng là người đồng hành cùng chúng tôi và sẽ giúp chúng tôi tìm ra 7 chiếc phiếu may mắn để bước vào vòng gala. Jako velmi významných hostů prvního týdne máme tu čest dneska přivítat manažerku pro klíčové zákazníky paní Andreu Kobrovou a marketingového manažera pana Alberta Sikoru ze společnosti Comperia. A právě paní Kobrová bude mít za chvíli za úkol vylosovat 7 soutěžních kuponů postupujících do finálního kola gala večera. A předtím si pro nás pan Sikora připravil krátkou prezentaci. Tak, dobrý den, vážení nakupující. My bychom vás co nejsrdečněji rádi přivítali na prvním losování Tandy Food. Nejprve mi dovolte, abych nějakým způsobem představil naši společnost. Naše společnost se jmenuje Comperio a na českém trhu jsme letos 20. rokem, takže pro nás určité jubileum. A jinak se primárně věnujeme distribuci, a to jak chlazených, tak suchých produktů. Xin chào tất cả quý khách hàng đang có mặt tại buổi quay đầu tiên tại Tamda. Tôi rất làm vinh dự là nhà đại diện của công ty Comperio với hơn 20 năm tại thị trường Cộng hòa Séc chuyên về thực phẩm đồ lạnh và đồ khô. Tak, když už jsem představoval naší společnost, tak je určitě fajn zmínit i naše klíčové produkty. Je to jednoznačně naše prémiové vepřové hřbetní sádlo Brick. A pak samozřejmě naše skvělé listové těsto. Nicméně ten důvod, proč jsme dnes tady, tak bychom vám rádi představili naši novinku. Jedná se o produkt Caruso, přesně tak. Jenom dovysvětlím, jedná se o balený pekařský produkt. Tôi xin giới thiệu sản phẩm mục tiêu của công ty là Brick listové těsto và Brick hrbení sádlo. Sản phẩm mới nhất hiện nay đang được trưng bày được mang tên là Caruso. Tak, teď trošku blíže o tomto našem skvělém produktu. A, takže Caruso je takovýto kublížek nebo pita a v podstatě je to alternativa ke croissantu. Důležitý ve srovnání s croissantem je říct, že naše Caruso obsahuje 33% té lahodné náplně, což je v této kategorii nebo v tomto segmentu opravdu hodně. A Caruso jako takové má 7 příchutí, protože máme 7 dní, tak na každý den jednu příchuť. A co se týče příchutí, tak máme jak ty tradiční, to znamená kakao, čokoláda, tak ty, řekněme, méně tradiční, kde snoubíme chutě jako mascarpone dohromady s malinou, nebo mascarpone dohromady s jahodou. Dobře. A pak máme cheesecake dohromady s třešničkou samozřejmě a s borůvkou. Takže tak. Caruso là sản phẩm tương tự như croissant, nhưng đặc biệt hơn nhân kem phủ kín toàn bộ chiếc bánh. Trên thị trường đã cho ra 7 vị, quý khách có thể thoải mái lựa chọn. Mọi người hãy cùng nhau trải nghiệm mua hàng tại Tamda. To bylo kratší, ale dobře, děkuju. A na závěr bych asi doplnil, že Caruso je pochopitelně výborná snídaně, ale rovněž i svačinka, která je vhodná jak pro menší děti, tak pro teenagery, tak samozřejmě pro dospělé. Takže a pochopitelně je nutno zdůraznit, že všechny tyto produkty lze zakoupit v Tanda Food, takže máte možnost je ochutnat a my pevně věříme, že všem budou velice chutnat.
Kết thúc, tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý khách hàng và quý khách đừng quên thưởng thức những sản phẩm ngon miệng này nhé. A nyní poprosíme paní Kobrovou, která se pustí do vylosování sedmi šťastlivců postupujících do finálního kola gala večera. Vâng, chúng ta đã kết thúc buổi phát biểu của nhà tài trợ Comperio và sau đây chúng tôi sẽ mời bà Kobrova bốc thăm 7 chiếc phiếu may mắn vào vòng gala. Máme prvního, já vám poprosím vás sestavení toho kódu. Pozor. První kód je 2903190107000. Blahopřejeme, já vás poprosím, předáte kolegyni. A pustíme se do druhého kola. Přesně tak, aby to bylo, aby to bylo férový, ať tam máme všechny. Vâng, và chiếc phiếu may mắn đầu tiên sẽ bước vào vòng gala của tuần đầu tiên này. Mang số phiếu 2903190107000. Xin được chúc mừng ạ. Ano, a nyní druhý postupující do finálního kola. Druhý los má číslo 2903190190146733. Blahopřejeme. Vám si to chúc mừng, khách thứ hai ạ. Tak to roztočíme, už jsme skoro v půlce. Tak. Vládáte to dobře. Vám cuốn phiếu may mắn thứ hai của chúng ta mang mã số 2903190146733. Xin được chúc mừng. A máme třetího postupujícího do kola gala večera. Třetí má číslo 2903190120123918. Vâng, và chúng ta đã tìm ra chủ nhân thứ 3 của cuộc phiếu may mắn này ạ. Mấy phút rồi. Ở tầm này có đến mấy chiếc 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 này được chẳng. Vâng, cuộc phiếu may mắn của chúng ta mang mã số 2903190123918. Xin được chúc mừng. Čtvrtý postupující do finálního kola. Čtvrtý je 2903190107000. Gratulujeme. A jsme v půlce. Je vám to velmi dobře. Vâng, vậy là chúng ta đã có cuốn phiếu thứ tư để bước vào vòng gala mang mã số 2903190108267. Xin được chúc mừng. Pátý postupující do finálního kola gala večera. Má číslo 2903190138752. Blahopřejeme. Už jste skoro na patři. Máme trošku problémovou vědu. Quý khách có cuốn phiếu 2903190138752 sẽ bước vào vòng gala. Tak to roztočí. Já si myslím, paní Kobrová je velmi férová. Pořádně to roztočila. Předposlední postupující do finálního kola. Má číslo 2903190128807. Gratulujeme. A nyní poslední postupující do finálního kola gala večera. Tôi đang rất mong chờ người cuối cùng sẽ bước vào đêm gala để. Vâng, và cuốn phiếu thứ 6 của chúng ta mang mã số 2903190128807. Xin được chúc mừng quý khách may mắn này ạ. A đó, máme tu posledního postupujícího do finálního kola.
a ten má číslo 2 9 3 1 9 0 1 1 0 5 6 7. Děkujeme. Děkujeme vám poprvé za její snahu, velmi vám to šlo, přejeme vám i vaší firmě hodně úspěchu a budeme se těšit na další spolupráce. Děkuji. Já velmi děkuji, velmi si vážím spolupráce s Tamda Food a doufám, že nám to takhle pěkně půjde ještě hodně dlouho. Dobře, děkujeme. Děkuji za pozvání. Tất cả món bà cô pro và việc xin giúp đỡ vừa rồi. Và sau đây chúng ta có một cuộc thiếu cuối cùng sẽ bước vào vòng gala của tuần đầu tiên này, mang mã số 2903190110567. Xin được chúc mừng ạ. Vâng, và tôi xin nhắc lại một lần nữa là những đối với những bạn đã đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua mạng xã hội Facebook, chúng tôi đã chuẩn bị 5 phần quà từ nhà tài trợ Comperio và các bạn chỉ cần làm 2 điều, đó là chia sẻ video này và dưới video comment nội dung 8 năm cùng chúng tôi. Pro naše diváky sledující tento přímý přenos domova, abyste získali dárky od našeho sponzora společnosti Comperia, stačí, když sdílíte toto video a pod videem okomentujte 8 let s námi. Vâng, trong suốt 9 tuần quay, chúng ta sẽ có tổng cộng là 68 cuốn phiếu may mắn bước vào vòng gala. Và như thể lệ của cuộc chơi thì mỗi khách hàng tối đa sẽ chỉ được 1 phiếu may mắn vào trong 1 tuần và tối đa là 3 phiếu may mắn vào vòng gala. Do finále losujeme celkem 68 kuponů z 9 týdnů. Každý zákazník může uplatnit pouze jeden svůj vylosovaný kupon v jednom týdnu a dohromady maximálně 3 vylosované kupony v průběhu 9 týdnů. Vâng, và đêm gala sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại nhà hàng Đông Đô với sự có mặt của 68 người chơi may mắn cùng các nhà tài trợ với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, những món ăn ẩm thực Á Đông đặc sắc chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng để mong đợi trong năm nay ạ. A něco málo o našem gala večeru. Bude večerem plné překvapení a radosti. Večer s přítomností 68 finalistů hrající o hlavní výhru. Večer bude doprovázen představeními velmi talentovaných umělců a místem, kde si pochutnáte na směsi asijsko-evropské kuchyni. Vâng, không những thế, đồng thời trong suốt 9 tuần chơi, chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình mini game với các giải thưởng hấp dẫn và đặc biệt sẽ là một giải thưởng một chiếc iPhone XS Max. Vì vậy, quý khách đừng quên truy cập và like fanpage Facebook của chúng tôi nhé. A aby toho nebylo málo, souběžně s naší akcí Tamda Promo bude na naší facebookové stránce běžet i jiné takzvané minigame, kde můžete vyhrát například i jeden iPhone XS Max. Proto nezapomeňte sledovat naši facebookovou stránku, abyste nepřišli o žádné novinky a soutěže. Và thưa quý vị, những phần quà của chúng tôi vẫn còn đang chờ đợi quý vị, những quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua Facebook. Vì vậy, các bạn hãy nhanh tay comment và chia sẻ video này để cuối chương trình ban tổ chức sẽ chọn ra 5 comment và những người đó sẽ nhận được 5 phần quà từ nhà tài trợ của chúng tôi là nhà tài trợ Comperio. A pro naše diváky z Facebooku opět opakuji, že naše dárky na vás stále čekají. Stačí, když sdílíte toto video a pod videem okomentujte 8 let s námi, pardon. 8. Vâng, 8 năm cùng chúng tôi ạ. Và thưa quý vị, các bạn đang xem cũng như là các bạn đang theo dõi chương trình promo năm nay, những người mà chưa trúng giải của tuần này thì xin các bạn đừng buồn nhé, vì chúng ta có rất nhiều chương trình cũng như là giải thưởng giá trị đang chờ đón chúng ta ở bên này ạ. Přesně tak, milí soutěžící, pokud váš vylosovaný kupon nebyl pokud váš soutěžní kupon nebyl dneska vylosovaný, nezoufejte, jelikož před sebou máme ještě 8 losovacích kol s 8 iPhone XS, 8 iPad Pro a spoustu nákupních poukazů. Vâng, và sau đây tôi xin mời ban tổ chức đã có trong tay danh sách cũng như danh tính của những khách hàng trúng thưởng và bước vào vòng gala. Tôi xin mời ban tổ chức ạ. Vâng, rất cảm ơn ban tổ chức. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được công bố danh sách khách hàng trúng thưởng. Đó là khách hàng trúng thưởng voucher 5.000 korun một giải 3 của tuần này là
Hà Lê Thị Thanh đến từ Kru Jim ạ. Držitelem prvního nákupního voucheru v hodnotě 5000 korun je zákazník Hà Lê Thị Thanh z Kru Jimu. Xin được chúc mừng. Khách hàng thứ hai của giải 3 cũng là một voucher mua hàng trị giá 5000 korun là Thuần Nguyên Đức đến từ Brandis Natlabem. Výherce druhého nákupního poukazu v hodnotě 5000 korun je zákazník Thuần Nguyên Đức z Brandis Natlabem. Giải nhì là một iPad Pro đã thuộc về quý khách may mắn Thị Hoài Lê đến từ Hradec Králové. A výherce iPadu Pro se stává zákazník Thị Hoài Lê z Hradec Králové. Vâng, và xin được chúc mừng vị khách được giải nhất của tuần này, đó là một iPhone XS Max. Đó là công ty PTT Home Plus SRO đến từ Inzikup Hradec. A iPhone XS Max vyhrává společnost PTT Home Plus SRO z Jindřichova Hradce. Và xin được chúc mừng tất cả các vị khách vừa rồi. Và sau đây là 7 vị khách có cuốn phiếu bước vào vòng gala. A dále tu máme 7 postupujících majitelů soutěžního kuponu do gala večera. Vâng, dạ xin được chúc mừng quý khách may mắn Sơn Hà Nguyễn đến từ Horshop Tý Tín. První postupující je zákazník Sơn Hà Nguyễn z Horšovského Týnu. Vị khách may mắn thứ hai Nhật Hoàng Văn đến từ Užice Kravnovna Vltava. Druhý postupující je zákazník Nhật Hoàng Văn Užice Kravnovna Vltava. Xin được chúc mừng quý khách may mắn tiếp theo Văn Cương Vũ đến từ Văn Trộm. Blahopřejeme třetímu postupujícímu zákazník Văn Cương Vũ z Văn Storpu. Xin được chúc mừng quý khách tiếp theo bước vào vòng gala, quý khách thứ tư Xuân Huy Phạm đến từ Praha Jablice. Čtvrtý zákazník je Xuân Huy Phạm z Prahy Jablice. Vâng, và quý khách thứ năm của chúng ta là Đức Thiên Vũ đến từ Vyprty. Pátý postupující je Đức Thiên Vũ z Vyprty. Vâng, và sau đây quý khách may mắn thứ sáu của chúng ta Nam Trần Danh đến từ České Budějovice. Šestým šťastlivcem je zákazník Nam Chen Zeng z České Budějovice. Vâng, và quý khách hàng may mắn cuối cùng của tuần đầu tiên của chúng ta là công ty Tulahe SRO đến từ Hojrovice. Poslední postupující je společnost Tulahe SRO z Hojrovice. Ještě jednou blahopřejeme. Vâng, xin được chúc mừng tất cả các quý khách may mắn vừa rồi ạ. Vâng, và theo thống kê chúng ta có tổng cộng là từ 7 người đã vào được đêm gala, chúng ta có 4 khách hàng của TDE và 3 khách hàng đã mua hàng tại chi nhánh Praha. Vâng, rất buồn cho chi nhánh Tam Đa Vật Nô ạ. Mà không sao, chúng ta vẫn còn 8 vòng quay tiếp theo nữa. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thưa toàn thể quý khách, các giải thưởng tuần sẽ được chúng tôi trao trực tiếp tại công ty Tam Đa Food. Và trong vài ngày tới thôi, ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với các khách hàng trúng thưởng để thông báo chi tiết về hình thức nhận giải. Dámy a pánové, ceny z prvního týdne budou předány přímo zde na prodejně Tamda Foods Praha. V nejbližších dnech budeme výherce kontaktovat telefonicky a e-mailem. Sdílíme informace ohledně způsobu předání výhry. Vâng, và các khách hàng may mắn bước vào vòng gala xin hãy bảo quản cuốn phiếu trúng thưởng để xác nhận khi tham dự đêm gala sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại nhà hàng Đông Đô. Prosíme, aby zákazníci, kteří byli vylosováni do finálního kola gala večera, aby si pečlivě uchovali svou část kuponu, která bude sloužit jako identifikační prvek během gala večera, který se uskuteční 15. června 2019. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các quý khách của tuần quay đầu tiên này và mọi chi tiết cũng như thông tin mới nhất của cuộc thi xin quý khách có thể truy cập vào trang web tamda.eu. Pokud se chcete seznámit s podrobnějšími pravidly soutěže, prosíme, abyste navštívili naši webovou stránku tamda.eu. První týdenní kolo losování akce Tamda Promo 2019 je zde za námi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại!